Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp hội nông dân của huyện Phong Điền đã thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua đó đã hỗ trợ thiết thực cho các mô hình kinh tế ngày càng phát triển, giúp bà con nâng cao thu nhập và đời sống. Cái đó tốn tiền lắm à. Mình bón vôi vô đá, đồ nước thì... Từ sự hỗ trợ về vốn khoa học kỹ thuật của hội nông dân và trạm khuyến nông huyện Phong Điền, ông Phạm Văn Lưu, giám đốc hợp tác xã nhãn Nhân Nghĩa đã mạnh dạn chuyển từ cây nhãn tiêu da bò có năng suất thấp sang trồng giống nhãn Ido. Như vậy mà hiệu quả canh tác của gia đình tăng lên đáng kể. Với 350 gốc nhãn Ido đang cho trái, bình quân doanh thu mỗi năm của gia đình ông đạt khoảng 500 triệu đồng. Hiện nay, mô hình trồng nhãn Ido của gia đình ông Lưu là một trong những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương. Hiện nay bà con xã Viên thì là đang sản xuất nhãn theo quy trình việt gáp là nghiêm túc. Sản phẩm là làm ra thì bảo đảm vấn đề là dư lượng thuốc trừ sâu là trong nông sản. Đồng thời thì bên cạnh đó thì hội đồng quản trị hợp tác xã thì cũng có nhờ là các ngành các cấp mà hỗ trợ làm các cái mặt giấy tờ hợp quy cũng như mã code chi xuất nguồn gốc, người tem điện tử là để mà mình có đủ điều kiện mà bán cho là các cái công ty mà xuất khẩu nước ngoài. Phong Điền là nơi có diện tích vườn cây ăn trái gắn với phát triển du lịch lớn nhất của thành phố Cần Thơ. Những năm qua, các cấp hội nông dân của huyện đã vận động hội viên và nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của huyện, chọn trồng những cây có giá trị kinh tế như dâu hạ châu, vú sữa, sầu riêng, nhãn, măng cụt, đồng thời tập trung vận động hội viên vào làm ăn hợp tác làng nghề để nâng tầm giá trị nông sản, hướng nông dân sản xuất sạch. Trong những cái mà vấn đề mà học tập làm theo Bác á, thì cái nông dân sản xuất giỏi cũng gắn theo đó, tức là anh là nông dân sản xuất giỏi, anh học lập làm theo Bác thì anh phải giúp đỡ được làm công tác từ thiện xã hội, có phúc lợi xã hội, có giúp đỡ hội viên nông dân, có thì giải quyết cái lao động nhàn rỗi nông thôn cũng có. Thành ra cái tiêu chuẩn mà đạt nông dân sản xuất giỏi năm nay của Phong Điền cũng cao hơn năm trước, và cũng đạt theo cái mục tiêu là cái chủ đề của năm học tập làm theo Bác cũng rất là cao, đạt rất là cao so với năm trước. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã củng cố nâng chức thành lập mới 10 chi tổ hội nghề nghiệp, nhiều nhất là lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, nâng tổng số lên hơn 90 chi tổ hội với hàng trăm thành viên. Ngoài sự hỗ trợ từ hội nông dân các cấp, đây cũng là điều kiện để bà con trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để cùng nhau phát triển. Mình cũng được cải thiện cái cuộc sống một phần nào, như mình vô là mình cũng được trao dồi một số kiến thức về chăn nuôi. Đó, rồi mình cũng được là bên hội con nông dân của xã, của huyện đó cũng có hỗ trợ vốn. Nâng cao hiệu quả phong trào sản xuất kinh doanh giỏi không chỉ nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân mà còn góp phần làm tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.